tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định tại Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ vẫn ở mức cao, gây cảm giác oi bức. Nguyên nhân gây ra thời tiết nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam là do áp cao cận nhiệt đới. Thời tiết Nam Bộ cũng ít mưa nên độ ẩm không khí thấp, khí lạnh không còn tác động nữa nên thời tiết nóng bức cả ngày. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tòa nhà cao tầng, bê tông, hấp thụ nhiệt. Về đêm nhiệt tỏa ra cũng khiến bầu không khí nóng nực hơn. Từ 10 giờ đến 15 giờ, nắng nóng có cường độ gay gắt nhất. Tia cực tím tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ cũng ở mức gây hại rất cao, tác động trực tiếp và gây bỏng rát da nếu tiếp xúc trong thời gian từ 10 đến 25 phút. Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ trở vào Trung Bộ có mưa to nhiều nơi kèm dông sét. Khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 20 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tình trạng mưa vừa, có nơi mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.